Không chỉ phòng dịch xâm nhập bằng đường hàng không, việc ngăn chặn virus bằng đường bộ cũng rất quan trọng vì Việt Nam có đường biên giới dài với Trung Quốc. Riêng tại cửa khẩu Lào Cai, từ ngày 25 tháng 1 cho đến nay, lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã phát hiện 19 trường hợp nghi nhiễm virus corona. Trước diễn biến này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai vừa thông báo tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu phụ, lối mở trên biên giới nhằm ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị dọc theo tuyến biên giới tỉnh Lào Cai tạm dừng các hoạt động sản xuất, nhập cảnh qua các cửa khẩu phụ, lối mở gồm Hoa Chư Phùng, Lô Cô Chin, huyện Simacai, Mường Khương, huyện Mường Khương, Bản Vược, Y Tý, huyện Bát Sát. Hiện tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, hoạt động xuất nhập cảnh vẫn diễn ra bình thường, ngoại trừ hoạt động du lịch đã bị tạm dừng từ ngày 26 tháng 1 trước đó. Tất cả người kèm hành lý xách tay muốn nhập cảnh từ Trung Quốc về Việt Nam đều phải khai báo y tế đầy đủ, đồng thời qua một luồng duy nhất có bố trí hệ thống giám sát thân nhiệt tự động. Tại khu vực biên giới, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Lào Cai cũng đã phối hợp với lực lượng biên phòng triển khai tuyên truyền và kiểm tra sức khỏe cho người dân. Và đặc biệt trong cái thời gian gần đây thì chúng tôi tăng cường cái công tác tuần tra kiểm soát chặt chẽ biên giới để tránh cái hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Đồng thời Bộ Chỉ huy tổ chức các đoàn thường xuyên kiểm tra tất cả các đơn vị về công tác phòng chống dịch. Thực ra thì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì cũng nhận thấy là nhân dân thì qua cái tuyên truyền Bộ đội Biên phòng cũng như các tuyên truyền của thông tin đại chúng thì cũng đều nhận thức được về cái sự nguy hiểm của cái dịch bệnh này. Tính đến nay, tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã phát hiện 19 trường hợp sốt qua máy đo thân nhiệt, trong đó có 9 người quốc tịch Trung Quốc, 1 người quốc tịch Thái Lan và 9 người Việt Nam. 9 người Trung Quốc và 1 người quốc tịch Thái Lan đã gửi trả về Trung Quốc theo thỏa thuận được hai bên cam kết. Đối với 9 trường hợp người Việt Nam bị sốt đã được cách ly, điều trị theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Trong đó đã có kết quả xét nghiệm 1 trường hợp âm tính với virus corona. Ngoài ra tại Lào Cai có 2 trường hợp ở huyện Mường Khương và 1 ở huyện Văn Bàn trước đó đã sang Trung Quốc làm việc, có biểu hiện sốt cũng đang được điều trị và theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.